Nguyễn Đỗ Trúc Phương từ câu tiên từ thiện đến bị điều tra do liên quan ma túy. Vào ngày 14 tháng 11, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Đỗ Trúc Phương, sinh năm 1994, ngụ quận 1, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra liên quan đến hành vi ma túy. Thông tin này được xác nhận trong bối cảnh công tác điều tra một đường dây tiếp viên hàng không xách tay ma túy từ Pháp về Việt Nam, ghi nhận thông tin từ báo Người Lao Động. Theo thông báo từ Công an thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan chức năng đã triệt phá gần 500 đường dây và băng nhóm tội phạm liên quan đến ma túy, khởi tố 1.132 bị can, đồng thời xử phạt hành chính và đưa 201 đối tượng đi cai nghiện. Trong quá trình điều tra, Công an đã thu giữ 323,5 kg ma túy các loại, 12 khẩu súng, 3 quả lựu đạn cùng nhiều vật chứng có liên quan. Bước đầu, cơ quan chức năng đã làm rõ các đối tượng trong đường dây đã giao dịch mua bán ma túy với số tiền lên đến hơn 28.000 tỷ đồng. Công an thành phố Hồ Chí Minh thực hiện quyết liệt phương châm không đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng chủ mưu, cầm đầu, xử lý đến đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Trong cuộc điều tra mở rộng này, không chỉ các đối tượng liên quan đến việc mua bán, vận chuyển ma túy, mà còn cả những người có liên quan đến việc sử dụng ma túy trái phép cũng bị xử lý nghiêm, bao gồm cả những người nổi tiếng như người mẫu, diễn viên, ca sĩ và những người có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Đặc biệt, trong số những đối tượng bị điều tra, Nguyễn Đỗ Trúc Phương cũng đã bị khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Trúc Phương, người được cộng đồng mạng gọi là cô tiên vì sở hữu ngoại hình xinh đẹp và những hoạt động thiện nguyện cảm động, giờ đây đã rơi vào vòng lao lý với cáo buộc liên quan đến hành vi mua bán và sử dụng ma túy. Trước đó, Nguyễn Đỗ Trúc Phương nổi bật trong cộng đồng với các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ người nghèo và kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh khó khăn. Cô đã xây dựng hình ảnh của một người trẻ giàu lòng nhân ái, luôn sẵn sàng chia sẻ và cống hiến cho xã hội. Tuy nhiên, vụ việc này đã khiến nhiều người bất ngờ và thất vọng khi hình ảnh đẹp đẽ của cô đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau khi liên quan đến một vụ án ma túy lớn. Vụ việc này tiếp tục làm dấy lên nỗi lo ngại về sự ảnh hưởng của các đối tượng nổi tiếng trong xã hội, đồng thời cũng cho thấy sự quyết liệt và tầm quan trọng của công tác đấu tranh phòng chống ma túy trong xã hội hiện nay. Công an thành phố Hồ Chí Minh cam kết sẽ tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm minh các đối tượng liên quan nhằm đảm bảo an ninh trật tự và giữ gìn sự trong sạch cho cộng đồng. Nguyễn Đỗ Trúc Phương, người sáng lập Quỹ Trung Mạnh Thường Quân, đã dành phần lớn tâm huyết và sức lực của mình để mang đến những giá trị tốt đẹp cho những mảnh đời khó khăn. Với một tấm lòng nhân ái, cô đã rong ruổi khắp các ngóc ngách của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận, không ngừng tìm kiếm và hỗ trợ những hoàn cảnh éo le. Quỹ Trung Mạnh Thường Quân đã trở thành một điểm tựa vững chắc cho hàng ngàn người nghèo khổ với tổng số tiền trợ giúp lên đến hơn 10 tỷ đồng. Hành trình thiện nguyện của Trúc Phương không chỉ giới hạn trong những hoạt động hỗ trợ vật chất mà còn là sự chia sẻ tinh thần, khích lệ những người khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Cô không chỉ đến với họ trong những thời điểm khó khăn mà còn tạo ra những cơ hội thay đổi, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng. Sinh ra trong một gia đình khá giả, Trúc Phương có những điều kiện thuận lợi để phát triển, nhưng cô chọn cách đi theo con đường thiện nguyện, giúp đỡ người khác thay vì chỉ lo cho bản thân. Chính vì vậy, cô đã trở thành một hình mẫu lý tưởng của người thanh niên giàu lòng nhân ái, sẵn sàng sẻ chia với cộng đồng. Với những đóng góp không ngừng nghỉ, Nguyễn Đỗ Trúc Phương đã vinh dự được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2020. Giải thưởng này là sự công nhận cho những nỗ lực và đóng góp của cô trong việc xây dựng cộng đồng, đồng thời khẳng định tinh thần cống hiến của thế hệ trẻ trong công cuộc chung tay xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Không chỉ vậy, Trúc Phương còn là nhân vật tiêu biểu chia sẻ câu chuyện của mình tại chương trình Việc Tử Tế của Đài Truyền hình Việt Nam, nơi cô truyền cảm hứng và động lực cho hàng triệu người theo đuổi những giá trị cao đẹp, khơi dậy lòng nhân ái và tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Qua những hình ảnh cụ thể và tấm gương sống đẹp, Nguyễn Đỗ Trúc Phương đã khẳng định rằng thành công không chỉ đo bằng vật chất mà còn bằng những giá trị vô hình mà mỗi con người có thể mang lại cho xã hội, và cô đã và đang thực hiện điều đó một cách đầy cảm hứng. Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra vụ người mẫu, diễn viên Andari Yeba liên quan ma túy. Người mẫu diễn viên ngoại quốc Andari Yeba, tên Việt là An Tây, vừa bị Công an thành phố Hồ Chí Minh giữ để điều tra vì liên quan đến sử dụng ma túy, ghi nhận từ báo Việt Nam Net.
Hôm nay, ngày 10 tháng 11, một nguồn thông tin cho hay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang giữ người mẫu, diễn viên Andrew Yeba, tên Việt là An Tây, hay Nguyễn Thị An, 29 tuổi, quốc tịch Tây Ban Nha, cùng một số người để điều tra vì liên quan đến việc ma túy. Hai ngày trước, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng Công an thành phố Thủ Đức kiểm tra hành chính một căn hộ chung cư trên địa bàn. Tại đây, cơ quan công an bắt quả tang người mẫu, diễn viên An Tây cùng một số bạn bè nghi vấn tổ chức tiệc ma túy. Kết quả kiểm tra cho biết người mẫu, diễn viên gốc Tây Ban Nha và những người bạn đều dương tính với ma túy. Andrew Yeba, tên Việt là An Tây hay Nguyễn Thị An, cùng gia đình chuyển đến sống ở Việt Nam từ nhỏ. Cô này là người mẫu, diễn viên, MC và cũng là TikToker nổi tiếng. Trong diễn biến khác, như Vietnamnet đã thông tin, Công an quận Tân Bình đang giữ ca sĩ Chi Dân, tên thật là Nguyễn Trung Hiếu, 35 tuổi, cùng một số người để điều tra về liên quan đến ma túy. Khi kiểm tra hành chính một địa điểm ở địa bàn, Công an quận phát hiện nam ca sĩ Chi Dân và bạn bè tụ tập dùng ma túy. Nguồn thông tin cho hay, qua kiểm tra, ca sĩ Chi Dân cùng dương tính với ma túy. Các vụ việc trên đang được cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Ca sĩ Chi Dân bị công an điều tra nghi liên quan đến ma túy tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 10 tháng 11, Công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra ca sĩ Chi Dân, tên thật là Nguyễn Trung Hiếu, 35 tuổi, cùng một số người khác nghi vấn liên quan đến ma túy, ghi nhận từ báo Lao Động. Trước đó, ca sĩ Chi Dân bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện nghi vấn có liên quan đến ma túy tại một địa chỉ ở quận Tân Bình. Hiện vụ việc vẫn đang mở rộng điều tra nên chưa cung cấp về kết quả xử lý. Tối ngày 9 tháng 10, mạng xã hội lan truyền hình ảnh ca sĩ Chi Dân cùng chiếc que kiểm tra ma túy. Hình ảnh được bình luận, chia sẻ rộng rãi. Trước đó, năm 2023, xuất hiện hình ảnh ca sĩ Chi Dân được cho là bị cơ quan chức năng mời làm việc liên quan đến sử dụng ma túy. Thời điểm đó, đại diện ca sĩ Chi Dân cực lực phủ nhận. Ca sĩ Chi Dân cũng không lên tiếng liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, trong một buổi livestream của mình, ca sĩ Chi Dân đã gửi lời xin lỗi đến khán giả vì thời gian qua đã khiến nhiều người thất vọng. Tôi gửi lời xin lỗi đến tất cả FC, xin lỗi chị em đồng nghiệp đã từng giúp đỡ và yêu thương tôi. Sau biến cố về gia đình và tình yêu không như mong đợi, trong thời gian qua tôi đã sống không đúng với nghề nghiệp cũng như tình cảm của mọi người dành cho tôi. Tôi xin lỗi, trong lần trở lại này tôi đã chiêm nghiệm rất nhiều, tôi hứa sẽ thay đổi trở thành con người khác tốt đẹp hơn. Tôi hứa sẽ sống nghiêm túc với nghề, với đời, với khán giả và đặc biệt với FC. Hy vọng mọi người bỏ qua và thông cảm để tôi được quay lại lần này. Tôi hứa sẽ hát và ra nhiều ca khúc. Chi Dân bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2012 ở vai trò ca sĩ, nhạc sĩ với nhiều ca khúc đình đám như Mất Trí Nhớ, Người Tôi Yêu, Điều Anh Biết, Làm Vợ Anh Nhé.